Hổm gà bọn mình ra những cái clip chất lượng hơn mà không hiểu tại sao các bạn lại không xem. Thời gian này mấy bạn bận ôn thi không có vô xem được. Chừng nào các bạn thi xong á thì vô xem lại mấy clip cũ của bọn mình. Thời gian này các bạn đang bận thi nữa và các bạn cũng như vậy. Vì thế mà view của mình nó tụt trầm trọng luôn các bạn ơi. Các bạn khi xem cái clip trên kênh của mình thì cũng hãy nhớ chia sẻ sau mỗi lần xem để cho những bạn khác người ta xem để mà biết tới kênh của bọn mình nhé. Và trong clip này thì bọn mình sẽ làm một cái thử thách mới là ăn mì trôi ống tre. Và bây giờ bọn mình sẽ đi cưa tre nha. Đó, bạn thấy không? Tre cả đống luôn đây nè. Tiền thì thiếu nhưng mà tre thì dư. Cây này làm mì cho ống tre được nè. Chặt từ từ thôi, mất công mẻ cây gỡ báo nó mày ơi. Cái cây này chà bá nè, mày chặt nhẹ sao gãy. Giờ anh Vinh bẻ tre nha các bạn. Trời ơi, cây tre nó dài dữ vậy. Anh Vinh lực lưỡng vậy mà bẻ cây tre không nổi luôn kìa các bạn. Anh Vinh tập tạ mà yếu hơn con gái nữa. Cây tre này muốn bẻ phải có cây khớp. Đây nè, cây khớp đây nè, để chân lên cây tre xong rồi bẻ xuống. Trời, xuống. Nó là bẻ tre là gãy cây tre hà. Nó đu nãy giờ mà cây tre không nhúc nhích luôn các bạn. Trời ơi. Cây phụ bố à. Tiếp vô tiếp trời. Sao? Rồi để nằm dưới đây đi. Rồi, dẹt mấy cái cành này nè. Cái gọi là dẹt ra. Chặt làm gì chậm dữ vậy anh? Nhanh lên anh ơi, nhanh. Hồi nãy mày tao chặt cây đắng mà mày đứng đây mày cầm hai cây cưa mày muốn mua. Mấy cái thằng công tử bột vậy các bạn, ở nhà được cha mẹ cưng chiều, ra đường không biết làm cái gì chứ. Ở chỗ mình người ta gọi cây này là cây dởm, dùng để đục bắt tre. Đó, văng ra ngoài hết trơn các bạn. Đây chính là cái mắt tre đây, các bạn thấy cái cây dởm này lợi hại chưa hả? Trong lúc các bạn đục ống tre thì mình và Thành Ngáo với A Đại sẽ tìm một cái chỗ để set up cái nơi để mà đặt ống tre cho nước từ trên nó trôi xuống. Dạ anh Vinh sẽ để ống tre lên cái cành cây để chút cho mì chảy xuống nha. Rồi đưa cái ống này đưa đây để mình thiết lập thử coi. Tôi sẽ qua rồi, đưa sẽ tới. Đó, hình vuông rồi đó. Giờ mình cần cái cây đỡ chỗ này nè các bạn. Sẽ cưa cái cây này để làm đồ gác nha bạn, cưa ngay đây nè nha. Đào lỗ rồi cắm cái tre xuống làm cái kệ cho chắc nha các bạn. Chứ không đang ăn sụp cái kệ là nghỉ ăn luôn. Bằng buộc tre không cần phải dây chì bự đâu. Dây chì nhỏ như thế này nó đã chắc lắm rồi. Siết chắc lại nha. Kệ rất là quan trọng để mà mình bắt cái ống nước. Đó, siết tay không bao giờ chặt được hết đó. Lấy cái cây kìm siết là mới chặt được. Đâu, vòng này chút xíu nữa. Rồi, cứng khừ. Hai người đứng ở không hòa vô đỡ cái tre cho tôi làm coi. Các bạn biết mình làm cái này để làm chi không? Chút nữa mình để cái bình 20 lít nằm đây nè, để cho nó chảy xuống đó các bạn. Dây chì các bạn dùng tay siết lại sẽ không bao giờ chắc được hết trơn á, phải dùng kìm mới chắc được. Rồi, để đây. Rồi, kệ như thế này là vừa nè, hợp lý nè. Làm xong cái kệ này đổ mì quất nha các bạn. Nhìn thấy đơn giản mà sáng giờ làm chưa xong nữa. Thằng Cường lấy buồn cái chị thấy gớm à, y chang nhắn nhở anh vậy đó. 5 minutes later. Giờ đem cùng nước 20 lít ra ngoài nha các bạn. Đưa đẩy bình lên cho anh coi. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ. Trời ơi. Mạnh mẽ lên. Cái thùng có 20kg mà làm còn hơn là nặng đâu có 100kg. Em biết anh mạnh mà. Đây. Thử anh nhanh. Coi coi nước ở đó có chảy ra chưa. Chạy nhanh ơi, chạy xuống kìa các bạn. Cho em. Rồi. Rồi ok rồi đó. Em dẫn nước cho anh Vinh. Nấu mì vô nha. Đổ mì vô đi con. Giờ đổ mì ra các bạn. Mở mì ra. Có nghĩa là hạt nêm dầu này kia là của riêng từng đứa hết. Dạ. Chỉ có mì là thả chung vào trong cái thau này để anh trụng. Hồi nữa anh thả cho nóng tre chảy xuống. Dạ. Trụng nước sôi cho mì này mềm là dứt nha các bạn. Một chút xíu nữa mì nó xuống á, mình sẽ gấp rồi mình sẽ nhúng vô trong này nha các bạn. Và chế sôi đi anh Vinh ơi. Đấy tại gà, nước sôi, nguy hiểm. Né 10 bước đi. Ừ. Em anh Vinh ơi. Ngờ nhiều quá vừa đó. Em ơi. Nêm thử coi có đậm đà chưa. Em nữa. Rồi em để ly vào thì lấy cái tay ra chỗ khác đi, nguy hiểm lắm. Tránh xa 10 bước nha. Ừ.
quá vừa ăn luôn các bạn ơi. Đợi đứng thưa thưa ra đi, đứng gần quá vậy ai ăn ai nhịn. Thưa thưa ra mới đó. Trời ơi, còn trên này nè, ở trên này thằng này lùn quá. Thảo với Dương đứng đằng đây nè, cao nè. Để cho thằng mập lùn này nó đứng ở đây sao thấy. Trời dịnh nha. Leo lên cái phục cái thau mì cái không có ăn luôn đó. Rồi vô rồi đó, leo rồi đó nha. Cho mày hết chưa? Trời ơi. Bên đứng nha. Mày làm gì đó? Mày đứng kế bên này thôi, mày bưng cái thau mì này mày ăn luôn đi chứ mày đứng ở đây mày đón mì làm gì nữa. Cái thằng này nó ham ăn quá trời luôn rồi. Trời ơi. Thôi mày ăn thau mì không nè, mày bưng thau mì đi về nhà mày ăn luôn đi. Thằng vô duyên. Đi xuống dưới á. Mày đứng ở đâu đây hoài vậy? Ở chỗ anh Vinh ơi, đứng đây nè mới được nè. Không mấy thì đứng ở phía chót ở dưới kìa, đợi mày dưới đi. Cái chỗ này đi sao đứng được, cái chỗ này chỗ bô mì của người ta. Thằng này thiệt tình chứ. Đó. Bóp nước nha các bạn. Đây. Rồi bỏ mì lên nè. Gắp mì bỏ lên coi. Ui cha. Đó. Bóp nước nè, nhìn bóp nước đi. Từ từ. Nè bóp nước nè các bạn. Đó mì. Trời kìa. Quá mì nè các bạn ơi. Nhường cho mấy đứa phía sau đi. Nhường cho mấy đứa phía sau đi. Nhường cho mấy đứa phía sau đi. Ăn không kịp đâu. Wow. Nè mày. Nè mì nước kìa. Mày xuống kìa, mày xuống kìa. Đúng không? Ăn nha, đã nè. Ăn đi tiêu con. Quá đã. Nước nha. Mì nước kìa. Tôm anh Vinh. Chết rồi, con tôm nặng quá, nước chảy không nổi. Gắp con tôm bỏ xuống dưới nha bạn. Ừ, đúng rồi. Ủa, con tôm nó bị ngang bự quá anh Vinh ơi. Mắc kẹt rồi, kẹt, con tôm xuống kìa. Thằng tiếp tượng nó giết con tôm rồi. Để con tôm tiếp theo này ai sẽ giành được đây. Bóp nước nha các bạn. Bóp mạnh lên nha ơi. Tôm nó chắc chắn phải là của tôm. Tụi bay lên đi, tụi bay còn cả đống luôn kìa. Tôm đâu rồi? Tôm đâu? Con tôm. Rồi, gấp được mì rồi. Gấp được mì rồi. Đi đi. Đây nè các bạn, con tôm nè. Bọn tao không có tôm ăn, mày làm gấp con tôm của tao rồi. Mày cho xuống kèm nhiều lắm các bạn ơi. Quá luôn. Chị đây. Ôi nè. Ăn lẹ đi, đếm thôi là vô bụng của con đại hết á. Mọi người lấy bụng của con đại ăn biết bao nhiêu thau mì cho đủ. Nó cay đã quá. Đã. Ôi mày kìa. Vô. Nó không đẹp. Rồi gấp ăn, gấp ăn, gấp ăn. Rồi ăn đi, ăn lẹ, bút thêm. Ôi quá trời luôn rồi. Bé kìa ha. Lần mì cuối cùng nha các bạn. Lần mì cuối cùng nha. Ai nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. Dạ. Thằng áo nó chả nó giành hết các bạn, bọn mình ở đây lộn chết luôn á. Đúng rồi. Đầu nguồn nè, mấy người này ở đầu nguồn đón thức ăn phải chừa cho mấy người phía sau nha. Lần cuối cùng nha. Đúng rồi. Bây giờ bọn mình đuổi đi. Chuẩn bị gấp á. Mình sẽ giành luôn nha các bạn. Cho anh Vũ Thanh giúp chơi. Gạo luôn. Giết hết Vũ Thanh luôn rồi. Giết muốn hết rồi của mình luôn rồi. Video này đến đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video này nha. Video này vui quá các bạn ơi. Nếu bạn còn ý tưởng nào thì để dưới phần bình luận nha các bạn. Bạn nhìn thấy là bắt có mấy cái ống chè thôi. Mà quá trình cưa đục đẽo rồi cắm dùi này kia vậy mà nó cũng làm đã tốn hết 4-5 tiếng đồng hồ. Nhưng mà nhìn chung vui là chính, nụ cười là tất cả. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho team mình nha. Rồi bye bye và hẹn gặp các bạn những clip tiếp theo. Các bạn thấy món cái Lubi này có ngầu không? Ngầu lắm đó ha. Dép lào rất là đẹp rồi. Gỗ mu nô. Có hai anh chị đang kêu các bạn cái gì? Bánh Tony, hay là bánh gì? Bánh Tony. Tiền lít. 5 ngàn hả? Dạ. Hai bịch luôn đi. Cảm ơn chú. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Cái chị em đây. Ăn hết rồi các bạn ơi. Ăn hết rồi. Bỏ vô nè.